Mình chào tất cả các bạn. Mình thất bại thật rồi. Bao nhiêu lần ấp trứng đà điểu, cứ có phôi lại hỏng. Rồi là mình cứ kiên trì ấp, ấp đi ấp lại, ấp mãi biết bao nhiêu quả rồi. Có quả thì ấp nó không lên hình hài gì, có quả thì có lên hình hài nhưng mà nó lại hỏng. Và tới hôm nay, cứ tưởng là niềm vui nó sẽ tới cơ nhưng mà không tới được các bạn ạ. Cái con đà điểu nó mổ mỏ ra nhưng mà nó bị sát trứng, rồi là nó không sống được. Tiếc quá. Thì đây, đây này bé đà điểu mà nó chỉ gọi là vừa đạp được cái mỏ ra thì là nó sát trứng. Mình tiếc quá, lại mang đi nấu cho cún. Nghĩ bảo thôi không được. Trứng đà điểu của mình như thế này nó ấp nó có phôi, nhưng mà tại cái máy này, quyết định hôm nay mình sẽ mang cái máy này để đi sửa lại. Thì mình đang khiêng lên sân này để sau mai nhé. Mai mình sẽ mang đi sửa lại. Thật sự là mình vội đăng cho các bạn xem sớm quá, là đà điểu của mình nó lở. Bây giờ thì nó lại thất bại, nó bị chết nát các bạn ạ. Mình đang nấu cho cún ở trong cái chiếc lồi này. Thôi bây giờ thì có khả năng là mình vừa mang cái máy này đi, định là bực mình quá, định mang đi sửa trong đêm ấy. Nhưng mà bây giờ muộn rồi thì thôi, để mình nghỉ ngơi, mai mình còn đưa bé đi viện, mình còn đi khám nữa. Lại thất bại rồi các bạn ạ. Do mình chưa có kinh nghiệm, do chiếc máy này là cũng đã hỏng mất rất nhiều nút, mình không thể nào mà chỉnh được cái nhiệt độ. Và là do cái máy này của mình, cái khay đảo của nó cũng hỏng rồi. Gãy cả khay đảo này các bạn này. Mình toàn phải đảo tay cho nên là trứng nó không nở được đều. Gãy ở đây các bạn này. Tiếc quá. Cứ tưởng hôm nay sẽ có video hay cho các bạn xem, mà cuối cùng lại thành một nồi cháo. Hôm nay là chủ nhật cho nên là Ngọc Mai đi lên ở với em bé trên đấy cho vui. Đây em bé đây. Lên xe đi để bố đi luôn nha. Đeo dây bảo hiểm vào nha. Chân của con nó vướng cái ấy. Không, đây. Vướng được, mẹ ôm nhỉ. Đi được nha. Con đi đây bà ơi. Rồi đến nơi rồi con. Bác sĩ đang quét nhà, quét phòng. Bố cho đi khám nhá. Ừ. Con ở đây với em nhé, để bố ra ngoài kia bố khám nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật và cũng là một ngày mưa, nhưng mà bệnh nhân thì cũng khá đông. Để bây giờ mình vào trong kia mình khám nhé. Khám xét xong thì đây là một cái bịch thuốc mà mình được các bác sĩ cắt cho này. Hello em, bác sĩ sang khám khám chưa? Chưa. Thì bảo viêm họng với này do trào ngược dạ dày. À. Năm kiểu gì ấy? Em làm để em chuẩn bị ăn. Ăn được mấy thìa này? Ăn chắc được 10 thìa. 10 thìa thôi em. Không ốm giờ ăn ít. Ăn kém quá nhỉ? Thế ở đây nha, bố phải về nha, bố nhiều việc lắm. Rồi bố lên đón. Bye bye em, bye bố đi. Bye bye bố. Cười. Bye. Đang nghịch. Cháu độ này ốm quá. Hôm qua ông xuống thì cháu không ở nhà đúng không? Ừ đúng rồi. Ông vào cháu uống nước đã. Ừ, ông vào đây. Thật sự là mình có một cái việc này muốn đang định nói chuyện với các bạn, thế nhưng mà may quá ông vừa xuống. Hôm qua ông xuống bảo gì cháu nhỉ? Mua hai con thỏ hai con thỏ với hai con chuột bạch. Vâng. Con cháu nó nhìn nó thích gì đây. Con biết rồi. Các bạn có còn nhớ ông đây không? Ông đây là một hộ nghèo trong xóm. Vâng. Ngày trước mình có tặng các cháu xe đạp ấy, thì mình có tặng cháu nhà ông một cái đúng không? Có tặng một cái. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện này. Cháu vẫn là hộ nghèo. Vâng ạ. Nhà cháu thì nuôi cũng khá nhiều chuột và thỏ. Thì người ta xin cháu nhiều lắm ông ạ. Ừ. Nhưng mà cháu không hiểu sao, tại sao ông lại hỏi mua của cháu, sao ông không hỏi xin? Xin thì biết là cháu cho hay không, không biết có cháu có cho hay không rồi. Cứ hỏi mua cho chắc chân. Phải nói là mình rất chi là trân trọng, đáng quý. Trong hàng trăm, hàng nghìn người hỏi xin mình thì vẫn có một vài người hỏi mua mình.
Và những người hỏi mua mình thì đa số là như vậy đấy các bạn ạ. Cháu mời ông nước. Bây giờ cháu bảo ông này, thỏ nhà cháu, ông mua mấy con? Mua một đôi thỏ và một đôi là chuột bạch. Vâng, thế thì cháu bán cho ông một con thỏ, cháu cho ông một con thỏ là thành một đôi. Con cái con được cái con. Còn cháu bán bao nhiêu tiền thì cháu nuôi rất vất vả. Còn cháu bán bao nhiêu tiền gọi là cháu chỉ lấy tiền vía thôi, có bán để cho ông gọi là lấy lộc về chăm sóc. Đấy lấy tiền vía thôi chứ cháu không lấy bao nhiêu đâu. Nhưng mà cháu hứa là sẽ cho ông một con. Vâng ạ. Cháu mời ông nước. Ông đây cùng nàng với mình các bạn ạ. Cháu mấy ngày mà coi thế là không biết đi đâu, nhưng mà mấy ngày mình gặp cháu. Cháu đợt này ốm, vợ con ở trên viện. Yeah. Rồi cháu quá không? Hôm rồi cháu đi Thái Nguyên nữa. Cháu không có nhà. Đây là đàn thỏ của mình các bạn ạ. Đây là đàn thỏ lứa trước này, nó to hơn này. Còn đây là đàn thỏ lứa sau thì là nó bé hơn một xíu. Nhưng mà nó cũng đã lớn và tự ăn được rất tốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt cho ông hai con nhé các bạn nhé. Đây, một con màu nâu và một con màu trắng đi. Đây con màu trắng này. Đấy, đẹp chưa? Hay da. Đấy, một con này để đây đã. Đấy. Đây một con này nữa này. Thế. Để xem mình xem được cái như nào đã. Ông ơi, ông có tải chưa? Đây ông cầm tải đây, cháu đút trong hai con này vào bao. Cháu vừa xem rồi, được cái thì cháu chưa rõ lắm, thế nhưng ông cứ nuôi đi. Thì sau nếu như mà nó nhầm được cái thì sau cháu đổi cho ông sau nhé. Đây là hai con thỏ này. Bây giờ ông đợi cháu ở đây để cháu xuống dưới kia cháu bắt lấy một con một đôi chuột nữa nhé. Vâng. Đấy để mình xuống mình bắt cho ông một đôi chuột nữa. Chuột thì là mình sẽ bắt cho ông một đôi chuột ở bên này đi. Đây, bắt ông đôi chuột Việt đi, ông nuôi cho dễ. Đấy. Chuột Việt của mình thì đâu nhỉ? Đây rồi. Ôi ôi chạy mất rồi. Đây. Có một con đây. Wow. Nó chạy nhanh lắm. Ui già, một con này. Đấy. Đây con nữa. Hai con. Đấy. Ông ơi. Ông mang bao tải đây cho cháu. Đây. À, cháu không có chuột trắng thì cháu có chuột khoang này. Vâng. Thì đây cháu bắt trông hai con nữa là bốn con. Ừ là bốn con. Đấy. Đúng. Thì bây giờ ông mang về đi để cháu xem chuồng trại của ông thế nào, có ổn không? Đây ông có tiền đây rồi. Thì ông cứ mang về, đằng sau cháu lên nhà cháu lấy tiền sau đi. Để cháu xem chuồng trại ông để nào nuôi dễ không? Có 200 chẳng biết cháu lấy bao nhiêu. Bây giờ ông bị nhiều chuồng lắm nhưng mà. Vâng. Ông đúng là sang đây quay một đoạn video về chuồng rất nhiều. Rất nhiều chuồng hả? Rất nhiều chuồng. À chào cô. Cái con này nó bé ông ạ, ông phải cho cái chuồng nào mà cái mắt nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy cho vào đây là nó chạy mất này. Đây ông định thả vào đâu con xem nào. Tạm thời thả vào cái chuồng này ạ. Đây cái chuồng gỗ này hả ông? Nhưng mà chốc cho đi xem các chuồng, nhiều chuồng. Ông hãy cứ tạm thời đây đã. Vâng. Đấy cái chuồng này là đẹp là xinh của ông này. Tạm thời thôi. Nếu như mà ông chưa có chỗ thả thì ông có thể nuôi sóc, nuôi thỏ với nuôi chuột chung với nhau được không ạ? Hả? Thỏ với chuột ông có thể nuôi chung với nhau được. Thế à? Vâng. Bây giờ anh tạm thời cho ở đây đã. Vâng. Nhà ông bên kia có một cái chuồng sắt. Bên này đấy. Có là ba cái chuồng nhỏ nhỏ như thế này. Dạ vâng. Cái chuồng này thì không thể là con nào gì mà ra được rồi. Thế nhưng mà lại khái là ông sẽ có một cái chuồng khác hơn cơ. Dạ. Nuôi không phải nuôi ở chuồng này. Đấy, ông không nuôi ở chuồng này. Thế thì tốt, tha hồ rộng rãi. Đấy, một con thỏ. Đấy, một con nha. À, nó không chạy ra nhỉ? Nó nành lắm ông ạ? Dạ, tạm thời đây đã. Ông cho nó ăn rau, ăn cám của gà ấy. Nhưng mà ăn rau là ông đừng để rau nó dính nước. Thế à? Đấy, rau là phải rau nó khô ráo, sạch sẽ. Chui đây không thể ra được. Vâng. Ông phải để ý con bé bé này. Con bé bé nhiều khi nó nọt cái chuồng này. Nhưng mà cái là chốc ông sẽ là cho vào cái chuồng khác thôi. Thế là tốt rồi. Thế này là cũng là ổn rồi. Không thể lọt được, không thể lọt nữa, chỉ bằng hai đầu ngón tay. Các cháu đi học hết hả ông? Các cháu đi học. Vâng. Thì đây là cứ tạm thời là như thế. Vâng, tạm thời như thế là được rồi. Thế còn ra ngoài kia khi xem ông cho cháu xem cái chuồng của ông hiện đại. Ôi nhà ông cũng rộng thế nhỉ. Vào đây. Đây một cái chuồng bò. Vâng. Đấy, chuồng bò. Còn đây là chuồng gà. Chuồng gà. Mái đẻ để ăn trứng. Vâng. Đấy. Thảo nào ông nhiều mái thế. Đây là chuồng chó. Trước nuôi hai con mới bán một. À vâng.
Đấy, đây là chuồng chó, đây là chuồng gà thoai. À vâng. Ừ. Nhiều quá. Đây lại là chuồng gà thịt. Ây da. Đấy, đây. Còn gà da. Thịt tôi là 4 cân thì 3-4 cân một con. Vâng. Đấy, thấy không? Đấy. Đây là chuồng gà thịt. Nhá. Đây, này nhiều lắm. Đây là gà thoai. Ừ, trong này đó hơn chục con đây, cháu vâng. Xoay lại nhá. Cháu nhìn cháu thấy rồi. Không? Đấy. Ôi giời ơi. Nhiều không? Tha hồ rộng rãi. Ừ, đấy, nhiều đúng. Chuồng lắm. Ông nhiều chuồng. Bên này vẫn là vườn nhà ông hả ông? Đây là đất của ông hơn 2 sào lên này. Ấy già già. Tha hồ rộng rãi thoải mái. Cái chuồng đây hai cái ổ trứng gà này nó đẻ thì ăn trứng. Nhà cháu thì cũng khá rộng thế nhưng mà cháu quây hết rồi, không còn cái khe hở nào để làm chuồng nữa. Đây một chuồng nữa. Nó nhiều chuồng lắm. Đấy. À vâng. Cái đại gà ấp về lại gà con này là ở đây nó ra vườn hết rồi. Vâng. Chuồng kia là chuồng phân chuồng cho. Đây là cái chỗ là để chứa là dạ vâng. Để cho bò nó ăn rơm. Thế còn bên kia là có hai cái chuồng hiện đại lắm, như cháu có sang xem thì ông cho sang. Chuồng hiện đại lắm hả ông? Ừ, chuồng hiện đại nhưng chuồng mà hiện chưa đại. Có con gì. Ôi, ông có dàn bầu đẹp quá. Rồi đây là chân ấy, chân lợn nhưng mà đại khái là chín hết rồi. Vâng. Ông mang cái con thỏ thăm đấy. Ôi, bên này vẫn là nhà mình hả ông? Bên này vẫn của con gái. À vâng. Thì à, của nhà cô. Chuồng nuôi lợn kìa. À đấy, hiện đại. Tức là dọn tháng ngày một buổi sáng dọn trị giá 1 triệu bạc nhưng mà chưa trị giá 1 triệu. Chuồng sắt kìa. Vâng. Lại là hai cái chuồng kìa. Vâng. Ông dọn hết rồi. Ông bảo là cái chuồng này hiện đại hơn, tức là nó được xây dựng bằng sắt các bạn. Xây dựng bằng sắt và lợp bằng bro, còn bên kia là ông làm bằng tre mới lại lợp ngói. Ừ, đấy. Hai chuồng là ông vừa dọn sáng ngày kia một đống. Vâng, vâng. Đó là dọn cả hai chuồng là lại cái chuồng. Thích nhỉ, rộng rãi để chăn nuôi sướng quá không ạ? Còn chuối này là toàn chuối tây. Cho thêm, còn chuối này bán 30.000, 40.000 một lạng. Vâng. Rồi lại chặt toàn chuối tây rồi thế là bán 200-300.000 một buồng. Dạ. Đấy, kìa. Thích giờ quá. Vẫn còn mấy buồng nữa kìa. Đấy, có được mấy cái bà cúng ngày rằm ngày Tết. Còn bên này là nhà bà ngày Nga. Ngày rằm mùng 1. Đấy, bên đấy nhà bà Nga. Vâng. Bà Nga ở đồng mình. Gần 80. Bà Nga ở đồng mình. Vâng, vâng ạ. Đồng mình. Bên kia nhà Đoá. Đoá là con trai. Rồi bà ấy thì cứ suốt ngày bà trả đeo bà Nga. Đẹp quá. Đẹp quá. Phong cảnh đẹp nhỉ. Ở sân nhà bà kia có một con mèo các bạn ạ. Đẹp quá. Có một con mèo đang ngồi ở kia. Ừ. Thế đi ông con mình về ngồi uống nước đi, sao con cũng phải về đây không? Đi. Đây, nhà ông đây cái vườn này trồng mít, trồng ấy là bưởi. Vâng ạ. Trồng ấy là cái này nói với cháu cái dàn này như thế là ông xin cái xuống thằng cháu nó làm nhựa. Vâng. Ông xin một cái món nhựa này, dây nhựa này và ông làm một cái dàn này mất 1 tháng trời. Vâng. Mà vừa rồi bán được 300-400 nghìn tiền là coi là bầu này. Vâng vâng. Đấy, cháu chưa quay xem bầu của ông như thế nào. Đẹp quá không ạ? Đấy. Cháu cũng đang làm một dàn bầu nhưng mà nó còn chửa lên. Ừ. Bà ơi. Bán hết bầu to rồi đâu. Cắt cái già bà gì ạ? Cắt cho bà cái cây đào và thế nào cho đẹp, cắt cho bà cái. À vâng, thế để cho cháu tí. Thế bây giờ ông ơi, cháu sang bên kia hộ bà ấy tí sao cháu cũng về luôn nhé. Ờ, để cháu về luôn. Vâng. À sang quay cái dàn bầu.